Dạ vâng ạ. MV xin chào tới toàn thể các bác cũng như toàn thể các quý khách trên yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Vâng, thì các bác ơi, hồi trưa nay em đã live stream trực tiếp cho các bác. Hồi trưa nay các bác ủng hộ em nhưng bằng những lượt like và những lượt đăng ký kênh và những lượt xem rất chi là đông về cái dòng AD mới này. Thì hồi trưa nay là cái YouTube, là cái luật YouTube đó các bác, là em viết tiêu đề nó vội quá, thế là em không vào cài đặt được, thế là nó bị xoay dọc màn hình. Thì hồi trưa nay các bác xem chắc chưa được chi tiết đúng không ạ? Thì bắt buộc em video này em sẽ quay, em sẽ phải làm lại cái video này, em sẽ quay chi tiết và trực tiếp luôn. Thì trong cái video này thì em test nhạc trước và em quay video, và em các bác đi theo em quay video rõ và chi tiết hơn các bác nhé. Vâng, thì đối với cái dòng DMX này thì ở trên thị trường hiện bây giờ đang bán là có đơn vị bán là 7.500.000 đồng, có đơn vị bán là 7.800.000 đồng, nhưng em nhập được rẻ, em bán cho các bác rẻ luôn là chỉ có 6.800.000 đồng cho đôi DMX này các bác nhé. Về đối với dòng DMX này thì các bác không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Và thiết kế nó cực kỳ đẹp các bác nhé, thiết kế nó cực đẹp luôn các bác, thùng cân và rất chi là sâu các bác nhé, thùng rất chi là sâu. Và em cho các bác xem qua về cái model của em nó các bác nhé. DMX này các bác này, cái model của nó là D1225 mã các bác nhé. Công suất làm việc của con này nó là 350W các bác, ở 8 ohm các bác nhé. Số seri còn đầy đủ cho các bác nhé. Và thùng của em nó là thùng cân, thiết kế của nó rất chi là đẹp, và em đã vệ sinh xong và coi như đã tuốt ra thùng rất chi là đẹp cho các bác đây các bác ạ, rất chi là đẹp. Em quay xa cho các bác xem, đây là thiết kế của em nó các bác nhé. Vâng, thì em mời các bác đi theo em thẩm âm và em sẽ cho các bác nghe qua hai dòng nhạc, ba dòng nhạc. Đấy, một thứ nhất là các bác nghe thử tiếng bass, và thứ hai là các bác nghe thử tiếng, có như là tiếng chép và những lời của nó sẽ nó bay bổng như thế nào các bác nhé. Em sẽ cho các bác nghe qua một đoạn nhạc về tiếng bass của nó các bạn. Đây các bác nhá, em mới mở lên là mới mức có là 45 đây các bác nhá. Đó, 45 các bác nhá. Đó. Các bác qua tiếng bass của nó.
giây phút nghe chuyện về mà em có xa lắm. Dạ vâng, thế em cho các bác nghe qua một đoạn nhạc lời để cho các bác xem cái lời của nó bay và nhẹ như thế nào các bác nhé. Và anh cho em một đoạn nhạc Bonado các bác nhé. Các bạn tiếng chép cực kỳ sáng các bác nhé, tiếng bass rất là hay. Tôi cho là tiếng bass vừa đủ tuyệt vời rồi các bác ạ. Chỉ có 6.800.000 đồng, rẻ hơn so với thị trường 1.000.000 đồng rồi các bác nhé. Gần này không nghe hề chói tai một chút nào các bác ạ. Các bác thấy có ai tắt nhạc và ai quay kỹ như em không ạ? Các bác đeo tai nghe vào các bác nhá. Đó, em thử qua hai dòng nhạc các bác nghe rồi. Thì bây giờ em cho các bác đi xem về chi tiết về cái nội thất lại một lần nữa. Tại vì hồi trưa này các bác xem chưa kỹ đúng không ạ? Là dọc màn hình, em livestream dọc màn hình chưa kỹ. Thì em cho các bác xem về cái thủ thể và cũng như là thiết kế của em nó các bác nhé. Thùng là thùng cân rồi. Các bác thùng cân rất là đẹp. Thì đối với cả cái DMX này thì cái màu sơn đen của nó là màu sơn đen sần sần các bác nhé. Là em để
có nghĩa là màu sơn này là sơn đen nguyên bản các bác nhé, đen nguyên bản về em đã lăn qua một cái lớp sơn của em nữa rồi này các bác, thì nó đẹp tuyệt vời cho các bác đẹp tuyệt vời luôn. Em nói lại giá một lần nữa, 6.800.000 đồng thôi các bác nhé. Và em mời các bác đi xem, đi theo em cho các bác xem chi tiết về cái nội thất của nó lại một lần nữa cho các bác xem cho nó chi tiết hơn các bác nhé. Vâng, thì họ đã sử dụng các bác đây, cái bát của nó đây em đã tháo ra đây các bác nhé, rất chi là đẹp luôn. Đơn đặt hàng em đang đặt hết rồi các bác nhé, đang đặt hàng rồi các bác. Thì còn đôi nào thì các bác xem được cái video này, còn đôi nào thì các bác ủng hộ em các bác nhé. Và đây này các bác này, cái từ này của từ của nó là 1 vòng 30 mà họ sử dụng từ của nó là từ 19 các bác nhé. DMX này các bác này, tất cả tem mác của nó còn đầy đủ cho các bác đó các bác đó. DMX đây, viết tắt là điện máy xanh này các bác này. Viết tắt là điện máy xanh này các bác này. Điện máy xanh này. DMX đây các bác nhá. Và từ họ sử dụng là từ 19 các bác nhá. Đó, và các bác nhìn kẹp từ của nó cực kỳ dày. Từ lâm châm của nó cực kỳ dày mà đen bóng này. Các bác nhìn nó mịn màng thế này của các bác nhá. Sử dụng là côn 76. Các bác nhá, côn 76. Gân của nó gân 3 sóng các bác nhá, tầm dầu. Đấy, có như là gân 3 sóng tầm dầu và mang vải overlord. Đó các bác nhá. Nhìn rất chi là đẹp cho các bác. Đó, thì nếu như mà em quay như thế này mà em gửi cho các bác, nếu như mà không đúng, em hoàn toàn, em sai với các bác, này em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác. Sai từ đâu em hoàn toàn chịu trách nhiệm tới đó các bác nhá. Và họ sử dụng củ chép đây. Củ chép này thì sử dụng củ chép 450. Các bác nhá, 450 của DMX luôn. Này các bác này, 450 của DMX là chép dạng mũi khế đúng không ạ? Củ chép cực kỳ to cho các bác. Này, số em mây của nó đây này. Đó các bác nhá, số em mây của nó đây này các bác nhá. DMX. Đây các bác nhá. Số em mây của nó đây là sử dụng là củ chép của DMX luôn này các bác này. X17248, củ chép này cực kỳ xịn của hãng DMX này các bác nhá. Và đồng thời em cho các bác đi xem vào chi tiết về cái phân tần của em nó. Phân tần của em nó thì cái đây các bác này. Ui nặng quá. Phân tần của em nó thì sử dụng là các bác nhìn cái phân tần DMX này thì các bác nó tất cả sử dụng linh kiện, với lại nó nhiều linh kiện như y như phần tần của JD các bác thấy phần tần của JD rất chi là nhiều linh kiện đúng không ạ, mà toàn là linh kiện xịn này đó. Và cái con trở này là họ cũng là sử dụng là con trở của JD, và tụ cũng sử dụng là tụ của JD cũng sử dụng tụ Zotac này à các bác nhá. Và Lexo cũng đang sử dụng cái tụ Zotac này, Zotac này các bác ạ đó. Và model của nó là D1225 mã các bác nhá. Đây là ngay con tay em chỉ đó. Đó, phần tần nó rất chi là đẹp. Và thiết kế cho mình là lỗ cam cọc đây các bác này. Đấy, thiết kế cả cho mình là lỗ cam cọc này là bằng kim loại, bằng sắt các bác nhá. Là cũng dập chìm là DMX ở trên lỗ cam cọc luôn này các bác này. Đó, và thùng cân rất chi là đẹp. Đó các bác nhá. Vâng. Và em còn một đôi 25 đây, đây đôi full 25 đây. Hai đôi đây các bác này, hai đôi chép neo này thì em đã bán hết rồi các bác nhá. Hai đôi chép neo dạng mũi khế, hai đôi chép neo siêu neo này thì em đã bán hết rồi các bác ạ. Và em còn một đôi DMX25 này. Này các bác nhá, DMX25 này, từ của nó là từ 17 các bác nhá. Chép của nó đây, sử dụng phân tần của nó sử dụng chung với cả phân tần của 30. Đây các bác này. Đó. Các bác nhá. Sử dụng chung với cả phân tần của 30 luôn. Đó. Vâng, thì các bác có nhu cầu thì các bác nhắn tin vào, gọi vào số điện thoại của em, nhắn tin vào số điện thoại của em thì em nhận được thì em gọi lại cho các bác, em tư vấn cho các bác, đó là niềm vinh hạnh của em các bác nhá. Niềm vinh hạnh của người bán hàng các bác ạ. Vâng, thì các bác, em cũng cảm ơn tất cả các bác đồng hành với em, ủng hộ với em bằng vật chất này. Vật chất coi như là các bác ủng hộ em mua sắm rất là nhiều này. Và các bác chưa có nhiều cầu mua sắm, các bác cũng ủng hộ em bằng những nút like và những lượt live stream này. Các bác vào các bác xem rất là đông. Và các bác góp ý cho em hoàn thiện bản thân để cho em cửa hàng em bay vươn xa hơn. Thì em theo hứa với các bác, em sẽ là một cái đơn vị bán hàng trên toàn quốc cho các bác. Tất cả các quý khách trên toàn quốc tự tin mua sắm các bác nhé. Vâng, và em chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Các bác mỗi người cho em xin một nút like ạ. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở trưa ngày mai, những buổi live stream sau các bác nhé. Và em chào và hẹn gặp lại ạ.